Thưa quý vị, nhắc đến các nhà hàng Việt Nam ở Mỹ, người ta thường nghĩ đến các thành phố ở miền Tây hay miền Nam nước này, nơi có rất đông cộng đồng người Việt sinh sống như Houston ở bang Texas hay là San Jose và Westminster ở bang California. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tại thành phố New York, nơi có dân số gốc Việt chỉ bằng 1/10 các thành phố kể trên, không có khu phố người Việt riêng, ẩm thực Việt Nam đang chứng kiến một sự trỗi dậy đáng kinh ngạc. Điều gì khiến các món ăn Việt ngày càng trở nên quen thuộc hơn tại thành phố có phần thưa dân gốc Việt này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong mục tiêu điểm sau đây. Chưa từng có lúc nào tốt hơn bây giờ để thưởng thức món ăn Việt tại New York. New York ngày nay có những món ăn Việt ngon nhất nước Mỹ. Những tựa đề như vậy cùng những bài đánh giá nhận xét về các quán ăn Việt Nam đang ngày một xuất hiện nhiều hơn trên các ấn phẩm báo chí Mỹ nói chung và ở thành phố New York nói riêng. Có thể thấy sự hiện diện của ẩm thực Việt Nam tại khu vực này đang ngày một tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Cách mà cộng đồng người Việt tạo ra vị thế của mình là thông qua ẩm thực. Từ đầu những năm 2010 đến nay, số lượng nhà hàng Việt Nam tại New York đã tăng lên đáng kể và không có dấu hiệu dừng lại. Từ 2 đến 3 cửa hàng mà giờ đây người New York có thể thưởng thức đồ Việt tại hơn 30 nhà hàng ăn khác nhau. Điều đáng chú ý là sự nổi lên của ẩm thực Việt Nam tại New York là một hiện tượng mới diễn ra trong khoảng 10 năm trở lại đây. Mặc dù người gốc Việt đã bắt đầu định cư ở thành phố này từ những năm 1970, hiện tượng này đi đôi với sự trỗi dậy của những nhà hàng Việt với những tầm nhìn chiến lược mới của những chủ nhân là người Việt trẻ ở Mỹ thuộc thế hệ Việt kiều thứ hai trở đi hoặc thuộc làn sóng nhập cư sau này. Không thể phủ nhận độ nổi tiếng của ẩm thực Việt khi ngày nay những từ phở hay là bánh mì vẫn đang được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh đại chúng. Tuy nhiên, những món ăn này lại chưa thể hiện được hết sự đa dạng và tinh hoa thực sự của nền ẩm thực Việt Nam, điều mà phần đông người nước ngoài chưa được tiếp xúc. Nhìn ra được vấn đề đó, không ít người trẻ ở chính thành phố New York đã không ngừng sáng tạo để gia tăng sự hiện diện của các món ăn Việt khác như là bánh xèo, bún bò Huế, chả giò trên bản đồ ẩm thực nơi đây, cũng như nâng tầm ẩm thực Việt qua chính trải nghiệm của thực khách. Tôi nghĩ rằng việc nền ẩm thực của chúng ta có được sự tôn trọng như những gì ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc nhận được tại New York là rất quan trọng. Tôi cho rằng ẩm thực Việt Nam xứng đáng được sử dụng những nguyên liệu có chất lượng cao nhất và chính những món ăn phải là một phần của những cảm xúc, ký ức mà khách hàng có được khi đến với nhà hàng. Sau nhiều năm làm bếp trưởng ở các nhà hàng có tiếng ở Mỹ, với mong muốn mang lại cho thực khách cảm giác chân thật nhất với món ăn Việt Nam, anh Matt Lê Khắc đã tìm cho mình một hướng đi mới khi mở nhà hàng riêng. Khác với các nhà hàng Việt Nam thuộc thế hệ trước, chỉ tập trung vào những món Việt truyền thống và nổi tiếng như phở hay bánh mì, anh đã dày công xây dựng một thực đơn các món đa dạng và mới lạ hơn với người nước ngoài. Chúng tôi biết rõ công thức nấu, nhưng chúng tôi cũng biết cái gì người Mỹ sẽ thích hơn khi ăn. Vì vậy, chúng tôi vẫn luôn tạo ra những món ăn lạ và có phần thách thức thực khách hơn. Thật thú vị khi thấy bánh xèo đang trở nên ngày một nổi tiếng tại đây. Hay những món nước không phải phở như bún bò Huế xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn, kèm theo loại rau ăn kèm chính xác nữa. Ở đây, để tìm các loại gia vị Việt Nam cần thiết để nấu những món quan trọng mà ít người biết, ví dụ như lá lốt, rau ngổ hay sả chanh tươi khá là khó. Tôi phải tự trồng đấy. Chúng tôi cũng xây dựng thực đơn theo mùa. Tôi không muốn dùng cà chua quanh năm cho món thịt nướng. Khi nguyên liệu ở một thời điểm không phải là tối ưu, thì ta nên rút món đó và thay bằng một món khác với nguyên liệu đúng mùa, như món măng chẳng hạn. Không chỉ có đầu bếp hay người trong ngành nhà hàng khách sạn là lực lượng sáng tạo chính trong công cuộc quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Mỹ, ngành truyền thông cũng có thể góp phần rất lớn trong việc này. Đó chính là những gì mà chị Thư Phạm Buser, một nhà tạo mẫu ẩm thực đang làm việc tại New York, vẫn đang miệt mài theo đuổi. Thời gian gần đây, loạt ảnh về món ăn Việt Nam được tạo kiểu như bánh chưng lấp lánh hay hoa bánh mì trên trang Instagram cá nhân của chị cũng đã gây được nhiều sự chú ý. Khi bạn không có chút khái niệm nào về ẩm thực Việt, bạn sẽ không bước vào một quán ăn Việt đúng không? Nhưng khi bạn nhìn thấy món ăn Việt trên báo, tạp chí hay trên quảng cáo, bạn sẽ thốt lên, ồ, tôi không biết đây là món gì, nhưng trông cũng hấp dẫn đấy. Có một điều mà tôi học được, đó là bạn có thể coi các món ăn như một tấm toan để vẽ nên bất cứ câu chuyện nào. Và tôi rất muốn được sáng tạo nhiều hơn về món ăn Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều tri thức dân gian, ca dao tục ngữ, những vật phẩm đẹp đẽ như tranh hàng trống. Làm thế nào để tôi đưa chúng vào các món ăn? Chính từ đó mà tôi đã nghĩ ra ý tưởng bánh chưng lấp lánh. Trong văn hóa Việt Nam, cứ mỗi dịp năm mới, chúng ta lại cầu mong phú quý, ăn nên làm ra hay những điều tốt đẹp. Bánh chưng cũng có một ý nghĩa quý giá với người Việt, nên tôi tạo mẫu nó trông như một báu vật, một thứ có thể mang lại tài lộc cho năm mới. Mặc dù đã đạt được những thành công và sự công nhận nhất định của công chúng, những người trẻ sáng tạo này vẫn không dừng lại, vẫn còn rất nhiều việc cần làm ở phía trước.
Ở một khía cạnh nào đó thì ẩm thực Việt Nam khá nổi tiếng, nhưng sự đa dạng trong ẩm thực Việt vẫn chưa được thể hiện đủ tốt, bởi vì mọi người vẫn không thể kể tên được nhiều hơn 3 món. Vì vậy chúng ta cần phải giới thiệu thêm nhiều công thức hơn nữa, quảng bá nhiều món hơn nữa, chơi với nhiều món hơn nữa. Chỉ như vậy mọi người mới có hứng thú muốn nếm thử. Vẫn còn nhiều chỗ chúng ta có thể làm tốt hơn. Tôi muốn được sử dụng những nguyên liệu hào hạng cho món Việt, hay có thể thêm dịch vụ hướng dẫn, chứ không phải cứ để khách đến và đi như bây giờ. Bởi vì để ăn món Việt có thể sẽ khá rắc rối nếu bạn không phải người Việt hay không có bạn đi cùng là người Việt. Để món ăn có thể trở nên thuần chất Việt Nam, ta vẫn luôn cần đổi mới, dù chỉ là chút ít, như sử dụng kỹ thuật mới, hay sử dụng nguyên liệu tốt hơn, nguyên liệu tự trồng, hay nấu phở trong lò nấu kết hợp. Như vậy mới thể hiện được đúng sự vận động, phát triển của văn hóa chúng ta. Và tôi thích chứng kiến những điều đó. Vâng ạ. Câu chuyện về sự sáng tạo không ngừng cũng như tâm huyết của những người Việt trẻ ở New York trong công cuộc quảng bá ẩm thực Việt Nam cũng là một minh chứng cho thấy rằng để một nền văn hóa ẩm thực thực sự phát triển, không phải chỉ chú trọng vào chất lượng món ăn mà còn phải làm sao để người ta có thể nhớ đến và tìm về. Bởi món ăn không chỉ là để ăn mà đằng sau đó là cả những câu chuyện về văn hóa của một dân tộc, một đất nước.